Xin chào quý vị và các bạn. Hệ thống áp cao trên mực 5.000m có xu hướng lấn về phía Tây, tạo ra nhiễu động gió đông trên cao đã gây mưa cho các tỉnh miền Bắc vào sáng nay. Đến trưa chiều, trời tạnh ráo hơn. Tuy nhiên, mưa sẽ quay trở lại từ tối và đêm nay đến hết ngày 6 tháng 10. Trọng tâm mưa đợt này sẽ là các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng và ven biển Đông Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất hôm nay sẽ chỉ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, trời mát mẻ. Từ ngày mai, khi mưa nhiều, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 1 cho đến 2 độ nữa, cao nhất chỉ từ 29 cho đến 32 độ. Nằm ở phía Đông Bắc Bộ, nơi mà các hình thế gây mưa tác động mạnh, nên từ hôm nay, thủ đô Hà Nội sẽ có mưa nhiều. Trưa chiều nay, nhiệt độ là mức 33 độ. Nếu có việc phải di chuyển trên đường, quý vị cần mang theo áo mưa để tránh bị ướt và bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Từ chiều tối mưa gia tăng hơn và mức nhiệt sẽ hạ dần, thấp nhất trong khoảng 25 độ vào ban đêm. Với miền Trung, mưa dông cũng sẽ gia tăng từ hôm nay tại khu vực này. Nhiệt độ giảm, cụ thể do có mưa nên nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thành phố biển Đà Nẵng chỉ ở ngưỡng từ 31 cho đến 32 độ, thời tiết mát mẻ duy trì cả ngày. Tối và đêm nay, mức nhiệt hạ dần về, chỉ còn khoảng 24 cho đến 25 độ. Đáng lưu ý nhất là rãnh thấp có trục ở khoảng 11 đến 14 độ vĩ Bắc đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ, hoạt động mạnh dần nên từ hôm nay, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ có cường độ mạnh hơn. Nhiều điểm xuất hiện mưa vừa mưa to, người dân cần hết sức chú ý các hiện tượng nguy hiểm có thể kèm theo. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày tại các khu vực này không vượt quá ngưỡng 32 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay có mưa. Mức nhiệt cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Quý vị cần hết sức cảnh giác với dông lốc, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng khi mưa lớn. Biên độ nhiệt ngày và đêm nay trong khoảng từ 26 cho đến 33 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.